đồng lúa dính và cảnh đi hái rau bắt ốc ở quê. Mời cả nhà đi cùng em bắt ốc nha cả nhà. Đồng lúa rộng ghê. Rồi thì về thôi chứ sao. Rồi, chép nè. Chép mở được. Chép hư. Hư hả? Dạ nó thối rồi. Cái nó còn nguyên đem gì ăn. Không sử dụng được. Bị cố vậy. Đợi mất nguyên hôm nay. Gần cách. Dạ dạ ơi. Nhà trà bá ơi. Cái chút xíu con khúc rồi. Nửa thao rồi nè. Thấy không? Đó, nửa thao rồi. Quá giỏi. Mơn này mà kiếm dài thì chuyện cỡ 2 kg tôm càng xanh là thấy cũng ngon. Trời ơi, bây giờ cứ tôm không có nữa. Không có đâu. Ừ, lâu lâu nó xịt được cái 2-3 con thì có. Họ bán rau này nó chơi mẹ con. Mưa không ơi, nãy giờ quá trời nhiều rồi. Thôi mẹ mò coi tao táo không? Thấy đâu? Mò ở dưới nó nó diễn dưới. Ở đâu? Khu vực này. Đây nè. Ống tự nhiên ở đây cũng có. Mò mò coi có chuyện gì không? Ủa mà cái này nó cỡ nó ốm cái gì. Mày ra ăn tao ở trồng viên sao này màu lớn hơn. Không có ăn to luôn. Mà có nó không lấy luôn. Nè. Con này con chim chép vào chất lượng này nha. Chim chép. Ngóc bu ông ơi. Được một con duy nhất. Ngóc bu. Mày nói chim chép. Con chanh chép đó rồi ba mấy bọc lòn nó nổi không gom được này không gom áo nhất mà không gom cho người ta bây giờ nó làm vô bà nó quá ta gom ra. Đây là cái trái nhãn bông tím đó cả nhà, có ai biết cây nhãn bông tím chưa? Đây là cái hoa của nó nè, rất đẹp ha. Cái trái nhãn bông tím này còn non nha cả nhà, mình không có ăn thử để mời cả nhà. Thấy nó đẹp thì mình quay. Lửa bắt cái trà nè, nãy giờ dính được nhiêu áo rồi? Con. Trời một con chết chết. Con nhét à. Nhóc mà trời người ta không biết mò. Đâu có tao gì đâu nè. Tao quơ qua quơ lại chứ đừng có bóp. Mò gì nè. Thấy đụng con gì đó nè, nè coi nè. Tay gì nè. Lấy cái tay anh quơ coi. Mò thì bóp, bóp, bóp gì nè. Ừ, mò là bóp, bóp. Trời ơi.
quay lại nè, bắt đầu nó đụng. Nó nổi trên không là người ta biết hà. Không thấy nổi. Thành quả của ông xã mình đi hái rau nhút nha cả nhà. Được một thao luôn. Rau rất là non luôn. Bây giờ chuẩn bị mít và các loại trái cây mình bỏ lên xe chuyển vào nhà. Cái dao mới đây là cái ổ chim trứng chài chài nghe cả nhà. Ủa, cả nhà thấy trứng đó không? Nó làm ở dưới cái gốc cây nè, dưới cái gốc cây sầu riêng ha, 20 năm tuổi. Lúa này vậy là 22 chín rồi đó dốt. 22 cắt. Video em đến đây hết cả nhà ơi, nếu cả nhà yêu mến kênh thì hãy cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, nhớ chuông nha cả nhà để ủng hộ động lực để em làm những cái video tiếp theo hay hơn. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Bye bye cả nhà nghe.